Nếu anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm về một chiếc sedan trong cái tầm giá khoảng 400 triệu thì em hôm nay sẽ mang tới cho anh chị và các bạn thông tin ngay. Một chiếc xe trong phân khúc hạng B được đánh giá là rộng rãi nhất phân khúc với đầy đủ những tính năng option mà một số dòng xe trong phân khúc không có được. Với chiếc xe em đang giới thiệu anh chị và các bạn đây là chiếc xe Honda City Top phiên bản máy 1.5, máy xăng, số tự động, sản xuất năm 2018. Là phiên bản full cao nhất của dòng xe Honda City Một dàn nốt của chiếc xe thì liền đời Những uh, đường lét chi tiết về sơn si ngoại thất của chiếc xe Thì có trang bị ngoại thất là màu xanh van sai. Và mâm của chiếc xe trang bị mâm hộp kim đa chấu Tổng quan đường lét của nó thì anh chị bạn có thể tham quan cùng em ngay sau đây Chiếc xe này thì vừa mới về cửa hàng em chưa dọn dẹp gì cả đâu ạ Tất cả nguyên bản theo xe từ nhà hàng về những đường nét tổng quan của nó thì vẫn giữ được độ đẹp. Xe đăng ký tên tư nhân, một chủ biển thành phố, là mảnh quãng đường 6,8 vạn km. Các chi tiết của nó rất là hoàn hảo anh chị ạ. Đây là những phần cả sau của chiếc xe với những con mắt cảm biến này. À, sơn xi si thì cũng có một số chỗ sơn tỉa lại do quá trình di chuyển bị xước nên đã phải sơn lại anh chị nhé. Thì cũng đọc luôn thông tin để anh chị và các bạn đỡ mất thời gian với không gian cốp của chiếc xe thì nó sẽ mang cho anh chị và các bạn một không gian rất là rộng rãi một mẫu xe trong phân khúc hạng B cạnh tranh với các đối thủ như là Toyota Vios hay là um, Kia Soluto rồi là những cái đối thủ khác Hyundai Accent đấy không gian cốp của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi những đường nét về cốp của chiếc xe không hề có hiện tượng bị đâm pha về phần đuôi keo chỉ đinh tán là còn nguyên bản Xe đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyên Auto, địa chỉ đơn vị là số 57 59 61 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết cho khách hàng các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test mọi nơi. Và chiếc xe này thì có hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu vay trả góp, có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu những phần gầm bệ của chiếc xe vẫn còn rất là nguyên bản đây là những đường nét về hệ thống cánh cửa Đấy. những cái chi tiết về keo chỉ đình thán táp ly và nội thất của chiếc xe Ba chủ nâng cấp bộ thảm trải sàn rồi bậc lên xuống thì đã được ốp chống xước những phần chi tiết như con ốc bản lề của chiếc xe vẫn còn phẩy sơn của nhà sản xuất cho thấy cái tự cái độ nguyên zin nguyên bản của chiếc xe. À, chiếc xe Honda thì nó có điều rất hay là cứ mỗi xong hoàn thiện một chi tiết, người ta đều đánh phẩy sơn. Và không gian hàng ghế thứ hai thì thoải mái cho ba người ngồi, không gian ngồi rất là rộng rãi, có cửa gió điều hòa, trung tâm chính giữa. Và ta sẽ cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát. Với phần cánh cửa vẫn là những phần keo trì và những cái phần Tably phím bấm chức năng của chiếc xe, hệ thống giải trí của chiếc xe cũng được tích hợp trên cánh cửa. Đấy, những đường led à, chi tiết để anh chị có thể tham quan. Với những phần chỉnh gương thì nó sẽ làm cạnh sát vô lăng, một trong những cái điểm đặc trưng của dòng xe Honda. Những phần con ốc bản lề bậc lên xuống, hệ thống, đây là những cái chi tiết ốp, y lốc và đây là những cái phần VIN sản xuất của chiếc xe anh chị nhé Với năm sản xuất là 2018 xe lắp ráp trong nước Và những đường nét về hệ thống cột kèo, doang cao su Hay là những phần đinh tán Tất cả các chi tiết này đều giữ được độ nguyên bản Với anh chị và các bạn không hiểu biết về xe Thì tốt nhất mình nên mang xe vào hãng Hoặc một bên thứ ba mình tin tưởng Để mình có thể kiểm tra check test đảm bảo an tâm Tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mang đến cho mình cái sự thoải mái khi mua một chiếc xe cũ. Với phiên bản này thì nó những các phím bấm chức năng được thay bằng cảm ứng trông rất là hiện đại hơn so với những cái phiên bản trước đây. Và em sẽ đọc sơ qua lại cho anh chị và các bạn có thể nắm rõ về thông tin chiếc xe nó đang giới thiệu. Honda City 1.5 Top sản xuất là 2018. Một chủ tên tư nhân, biển thành phố, làm anh quãng đường 6,8 vạn km hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 415 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển hay là mua xe trả góp. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm đến hết video. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Rất mong các bác có thể ủng hộ em một like, một đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật hàng ngày. Thông tin thông số của chiếc xe thì em cũng có cập nhật qua tại web hơi com anh chị và các bạn có thể truy cập tại web xem thông tin cụ thể. Em xin chào và hẹn gặp lại.